Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì Thành Quyền xin phép được tiếp tục cập nhật một số những cái thông tin mới nhất liên quan đến câu chuyện đi bộ hành cất thực của sư Minh Tuệ. Ngày hôm qua thì chúng ta biết rồi, từ phía gia đình của thầy, ngoài cái sự chia sẻ từ gia đình thì một số các cơ quan báo chí thì cũng đã đăng tải cái sự việc thầy chính thức trở lại cất thực bộ hành. Và cái nơi thầy đến hiện tại thì đang ở Gia Lai. Vào ngày hôm qua thầy có về thăm gia đình đó cô chú anh chị. Thì rất là nhiều quý vị khán giả đang quan ngại khi một cái video clip của báo Người Lao Động cho thấy rất là rõ thầy đang ở đâu. Và người ta lo lắng rằng thầy sẽ bị tiếp tục làm phiền bởi một số những cái youtuber, tiktoker kiếm tiền bất chấp đó cả nhà. Bởi vì ngày hôm qua thì mình cũng thấy có một số đoạn video được gọi là Facebook hay là TikTok gì đó quay lên mạng xã hội rồi. Cái nhân vật này cũng là người hộ pháp, tự xưng là hộ pháp, mà xuất hiện từ Hà Tĩnh và mãi đến bây giờ thì cũng đến tận nơi, không biết là lấy thông tin từ đâu mà có thể biết thầy trở về Gia Lai để mà cất thực. Thì ra đến tận nơi để mà quay clip tung lên mạng với những cái tin đồn mà hiện tại thì chưa có thể xác minh được đối tượng này đã trục lợi đâu đó vài trăm triệu. Thì đối với cái nguồn thông tin này thì mình gọi là cũng sẽ tiếp tục để mà xác minh làm rõ. Nhưng mà trước mắt đó cả nhà, thì mình xin phép được kêu gọi những người dân xung quanh cái nơi mà thầy đang ẩn tu và cất thực đó. Mỗi khi mà chúng ta phát hiện thấy một cái bóng dáng của một youtuber nào mà cứ lảng vảng đi theo thầy thì ngay lập tức gọi điện báo, trình báo cơ quan chức năng địa phương để mà xử lý các đối tượng này, tránh những cái trường hợp tụ tập đông người lại khiến một lần nữa con đường tu tập bộ hành cất thực của thầy sẽ tiếp tục bị gian dở. Thưa cô chú anh chị, thì mong rằng những cô chú anh chị mà thật sự yêu quý thầy, tôn trọng, tôn kính thầy, thì chúng ta hãy làm một cái điều đó để tránh những cái trường hợp mà thầy lại phải gian dở cái ước nguyện của mình, đó chính là đi bộ khắc thực cho đến mất đi. Thưa cô chú anh chị, và cái lời chia sẻ mới nhất của bản thân thầy về cái quá trình giữ giới của mình trong khoảng thời gian vừa qua đã được ba mẹ của thầy ngày hôm qua, thì ngày 10 tháng 6 đó, trong vòng 3 tiếng đồng hồ thầy đã trở về gia đình trò chuyện với người nhà. Sau 6 năm mà thầy đã đi tu học của chú anh chị, rất là nhiều quý vị khán giả tìm ra những cái điều giống nhau giữa thầy và Đức Phật đó cô chú anh chị. Mình thấy nói chung là về cái mặt tâm linh thì nó rất là giống cả nhà. Bởi vì Đức Phật thì cũng gọi là 6 năm mới trở về thăm ba mẹ, gia đình. Thì thầy ngày hôm nay cũng là khoảng thời gian 6 năm. Và xin mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe những cái lời chia sẻ của gọi là mẹ cũng như là ba của sư Minh Tuệ. Khi mà thầy đến nhà mà lúc đó không ai hay biết, thầy không vô nhà bởi vì là không có gia chủ, chưa có xin phép ai cho nên thầy không vào. Và thầy đã đi cất thực một cái nhà hàng xóm và đã được camera người dân quay lại. Thưa cô chú anh chị, thì ba mẹ của thầy đã chia sẻ như thế nào khi 6 năm trời mới gọi là gặp lại sư Minh Tuệ. Thưa cô chú anh chị, trong lúc về nhà thăm bố mẹ, thấy cổng mở nhưng chưa nhận được sự cho phép của gia chủ, thì sư Minh Tuệ đã ghé nhà hàng xóm để khất thực. Vào buổi sáng ngày 10 tháng 6, ông Lê Anh Tú, tên thường gọi là Thích Minh Tuệ, đã về thăm bố mẹ tại xóm 6, xã La Tô, Ia Tô, huyện Ia Lai, tỉnh Gia Lai. Cuộc trò chuyện với ông Minh Tuệ và gia đình chỉ diễn ra trong vòng khoảng 3 giờ đồng hồ. Bà Nguyễn Thị Mai, 75 tuổi, là mẹ của ông Lê Anh Tú cho biết: sáng nay, trong lúc tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng, thì thầy, bố mẹ gọi Lê Anh Tú là thầy kể từ ngày ông xin phép bố mẹ đi tu. Thì thầy đứng ngoài cổng, do không biết thầy về, chúng tôi không ra chào đón, mời thầy vào nên thầy đã sang nhà hàng xóm cất thực. Sau đó hàng xóm báo tin thầy về, sợ cất thực xong rồi thầy bỏ đi, không ghé nhà nữa nên vợ chồng tôi đã chạy sang. Tới chúng tôi, thầy bảo cha mẹ về đi, để con ăn miếng cơm xong rồi con về thăm cha mẹ. Bà Mai đã chia sẻ, là mẹ của sư Minh Tuệ nha cả nhà. Theo bà Mai, sở dĩ thấy cổng nhà mở nhưng thầy không vào là vì phải giữ giới. Thầy nói,
không được tự tiện vào nhà người ta mà không được sự cho phép của gia chủ. Nếu có người ra mời vào và cho cơm á thì vào, không mời vào thì lại phải đi và giữ giới với tất cả mọi người, ngay cả với cha mẹ đẻ của mình. Còn ông Lê Xuân, 85 tuổi, cha đẻ ông Lê Anh Tú cho biết 6 năm nay thầy mới về thăm nhà, có gầy và đen hơn nhiều nhưng vẫn khỏe mạnh. Bàn chân thầy dù vượt qua bao chặng đường nhưng vẫn hồng hào, mềm mại, không hề bị chai sạn hay là bỏng rộp. Mấy ngày trước thầy về làm căn cước công dân trên tỉnh đó, mọi người nói là chở tôi đi gặp nhưng tôi không có đi, không để ảnh hưởng đến đường tu của thầy. Tôi động viên bà nhà cứ yên tâm, thầy đã về rồi thì sớm muộn gì cũng về nhà, không cần phải lo nghĩ gì cả, ông Xuân tâm sự. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là ba mẹ của Xuân Minh Tuệ đó đã chia sẻ những cái điều mà nói chung mình nghe mình cảm thấy xúc động về cái câu chuyện giữ giới của thầy, cũng như là ba của Xuân Minh Tuệ đó thì nói rằng là tận mắt chứng kiến con trai mặc dù là đen hơn nhưng mà rất là khỏe mạnh, bàn chân thì mềm mại, mặc dù là đi bộ hành dưới cái trời nắng rắt, đi dưới con đường nhựa suốt mấy năm qua không mang dép, đầu trần chân đất, nhưng mà không có những cái xuất hiện những cái như là bị bỏng rộp hay là bị này bị kia, thì cái mình bản thân em cũng là người chứng kiến cái đó là sự thật. Bàn chân của thầy nói chung có chai đó, thì gọi là có chai chút chút thôi chứ không có cái xuất hiện những cái vấn đề mà vết thương hay là bỏng rộp gì cả. Mặc dù có những cái thời điểm đó, từ lúc trời đang cực kỳ nắng rắt 40 mấy độ C đi ngoài cái đường nhựa rồi bỗng nhiên chuyển sang mưa, có nghĩa là nóng đột ngột chuyển sang mưa, mưa lại gọi là chuyển sang nắng gắt, nói chung thời tiết thay đổi đột ngột và bất thường lắm, nhưng mà thầy thì vẫn cứ bình thường, thậm chí thầy đi trong mưa, thầy đi trong nắng. Đó là một cái điều mà mình thấy rằng là nó vô cùng tuyệt vời về cái năng lượng của thầy, của chú anh chị, mà không phải là ai cũng làm được. Chúng ta thấy rồi, có một số các anh chị gì đó cũng từ Mỹ, Sư Minh Thiện đó, không qua khỏi bởi vì cái vấn đề không quen thời tiết và bị sốc nhiệt của chú anh chị. Nhưng mà thầy đó thì 6 năm trời rồi, cũng trải qua những cái chui rèn, rèn luyện nha của chú anh chị. Theo ông Xuân, thầy không nói gì nhiều về thế sự, chỉ căn dặn bố mẹ và bà con lối xóm ăn chay, giữ giới thật tốt, tự nhiên mọi việc sẽ yên ổn. Chiều cùng ngày thì rất khó để phóng viên có thể tìm được ông Lê Anh Tú khi đang ngồi thiền trong một túp lều nhỏ, nói về việc nhiều người đã hiếu kỳ đi theo, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng an ninh trật tự. Ông Lê Anh Tú cho biết, cái đó có ảnh hưởng mà cũng không phải ảnh hưởng. Cô chú anh chị nghe thầy nói không? Nó có ảnh hưởng mà cũng không phải là ảnh hưởng. Ảnh hưởng là họ làm con phải về đây, không đi được nữa. Buộc con phải dừng lại con đường mà mình đang học tập, mình đang tu luyện. Đó là cái ảnh hưởng mà thầy nói nha cả nhà. Còn không ảnh hưởng đó là có họ đi như thế để mình xả bỏ. Cô chú anh chị có hiểu được cái lời của thầy nói không cả nhà? Dù có đông kiểu gì chăng nữa mà mình vẫn tập xả bỏ được thì đó là điều kiện để mình học tập, không tham, không sân. Điều gì mình cũng có thể vượt qua được. Con mong muốn mọi người tạo điều kiện cho con được học tập theo lời Phật dạy. Đây là việc học tập suốt đời chứ không phải là 1-2 ngày rồi dừng lại. Không phải nói ẩn tu hay không ẩn tu. Đời sống của con là hạnh đầu đà, sống ba y bát, hôm nay chỗ này mai chỗ kia, sống tự do thoải mái, sống xuất gia xuyên suốt cho đến khi qua đời, ông Tú cho hay. Ông Lê Anh Tú cũng mong muốn thiên hạ được hạnh phúc, mọi người dân cũng được học tập theo lời Phật dạy. Họ có đi theo hay làm gì cũng phải tôn trọng pháp lực của nhà nước cũng như là giới luật của Phật đề ra. Khi được hỏi sau nhiều năm gặp lại gia đình cảm giác của ông thế nào, ông Lê Anh Tú chia sẻ là người tu hành khi gặp lại gia đình, con biết công sinh thành dưỡng dục của họ, con biết ơn công sinh thành dưỡng dục nên con cố gắng học tập thật tốt theo lời Phật dạy. Thưa cô chú anh chị, quý vị có nghe cái lời mà của Sư Minh Tuệ chia sẻ không ạ?
Mặc dù đó là vì cái câu chuyện mà đi theo như vậy khiến cho thầy phải gọi là dừng lại, khiến cho thầy phải gọi là không có tiếp tục trên con đường ước nguyện, nhưng mà thầy nói rằng đối với thầy đó nó có ảnh hưởng và cũng không ảnh hưởng gì cả. Người đó là cái cơ hội để thầy cũng có thể được học tập, bỏ đi bớt những cái sân si, tham sân si. Thì chúng ta nghe nghe thầy nói những cái điều này đó và những cái lời chia sẻ từ phía gia đình của sư Minh Tuệ, thì cô chú anh chị đã yên tâm chưa? Cái bản thân gia đình của người ta khi mà đã chia sẻ gọi là tiết lộ cái tình hình sức khỏe của thầy, ba của thầy cũng xác nhận mặc dù có đen hơn tí thôi nhưng mà cũng vô cùng khỏe mạnh, bằng tay bằng chân thì cũng rất là mềm mại, không có những cái gọi là cái thương tích gì trên người. Thì cô chú anh chị rõ ràng là đập tan đi những cái luận điệu xuyên tạc chưa cả nhà? À, nếu như thật thầy có chuyện gì đó, cái người mà lên tiếng đầu tiên phải là gia đình luôn đó. Tại vì bây giờ là thầy cũng đã về đến nhà rồi, những hình ảnh của thầy xuất hiện, thầy chia sẻ cũng đã khiến cho các Phật tử nè, những người yêu mến thầy đó đã yên tâm phần nào, càng xúc động hơn những cái lời chia sẻ của thầy mới nhất về cái con đường tu tập của mình. Và ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày, thầy cũng tiếp tục đi gọi là để mà khất thực xung quanh cái nơi thầy ấn tu. Nhưng có một điều quan ngại và lo ngại cũng rất là nhiều cô chú anh chị cũng đã nêu ra ý kiến của mình. Khi mà đã biết được nơi thầy ấn tu thì cái điều quan ngại đầu tiên sẽ xuất hiện một số những cái cá nhân cứ lâu lâu lén lén theo thầy để quay một hai clip nghe cô chú anh chị. Chứ bây giờ cứ đi theo xuyên suốt đó thì có lẽ thì cái đối tượng này không dám đâu, nhưng lâu lâu họ sẽ canh, tại vì họ biết địa chỉ rồi thì họ sẽ canh thầy, lâu lâu đi quán lén quen clip đăng lên cái này cái kia, rồi bắt đầu là dùng cái hình ảnh đó nói em là quay trực tiếp được thầy, em tiếp cận được thầy cái này cái kia để mà trục lợi cá nhân. Những cái mạnh thường quân nước ngoài hay là những người gọi là ở gọi là Việt Kiều nước ngoài đó, họ mong muốn được nhìn thấy hoặc là họ gọi là xin được cái này cái kia của thầy. Có người mình thấy rằng là từ nước ngoài bay về, họ chỉ mong muốn được gọi là tặng thầy với cái vật kỷ niệm, hoặc là mong muốn được gọi là xin thầy một cái gì đó. Xin thầy ví dụ như cái cô chú anh chị thấy cái nồi cơm điện của thầy không? Kêu bằng cái bát, mọi người kêu bằng cái bát, nhưng mà thực chất là nó là cái nồi cơm điện. Thì cũng như là những cái vật dụng mà thầy dùng họ gọi là họ đem về. Nhưng mà mình thấy rằng đó có một số người gọi là khắc tượng rồi sau đó để mà đem về để mà đốt nhang, thì mình thấy là nó không nên. Tại vì thầy bây giờ thầy còn sống mà, mọi người làm vậy là đâu có đúng của chú anh chị. Nếu như mình yêu quý thầy, những cái vật dụng của thầy thì mình thấy rằng là đem về để mà lộng vô một cái tủ kiến để mình trưng bày, để mình trưng bày thôi. Chứ mọi người đừng nên gọi là mang về mang những cái tượng hay là những cái tấm điêu khắc gì đó hình ảnh của thầy, hay là lấy cái hình của thầy lộng vô một cái khung rồi để trên đó rồi thắp nhang. Mình thấy vậy nó không hợp lý. Không biết rằng quý vị khán giả gọi là nghĩ sao về cái câu chuyện đó, chứ mình thấy rằng là một người đang còn sống đó phải chia thầy ấy rồi đó, thì cô chú anh chị làm gì nó đúng. Còn bây giờ thầy vẫn còn đi khắc thực bình thường mà mọi người tại sao lại đốt nhang trên hình của thầy hay là tượng của thầy? Mình thấy cái điều này nó không hợp lý nha cả nhà. Cái câu chuyện mà cũng như là mình kêu gọi những người dân xung quanh biết cái nơi thầy đang khắc thực đó cả nhà, thì nếu như thật sự thấy những cái thành phần nào, youtuber nào hay tiktok facebook nào đến quê thầy kiểu quê trộm quê lén hoặc là đi theo đó, mọi người báo công an liền nha, báo cơ quan chức năng lại để mà xử lý liền cái đối tượng này. Bởi vì những cái thành phần này nó không có gọi là hiểu được cái câu chuyện, mặc dù đã lên án như vậy rồi, cơ quan chức năng đã vào cuộc như vậy rồi, thầy cũng đã nói như vậy rồi mà vẫn còn cố chấp. Bởi vì sao? Bởi vì trục lợi được từ những cái khoản tiền gọi là mạnh thường quân gì đó. Thì cái điều này mình sẽ tiếp tục tìm hiểu để mà xác minh, để xem đối tượng này đã gọi là trục lợi được bao nhiêu tiền rồi, để mà mình trình báo cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nha cả nhà. Rồi thì cũng cần cái sự gọi là lan tỏa của tất cả cô chú anh chị khán giả về cái con đường đi bộ hành của sư Minh Tuệ ngay thời điểm này đó. Như thầy đã chia sẻ rồi, nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, và đặc biệt yếu tố lớn nhất đó chính là người dân, ý thức của người dân và gọi là các người sáng tạo nội dung, youtuber, tiktok hay là facebook. Bởi vì nếu cứ tập trung đông gây mất trật tự thì thầy sẽ chọn cách dừng và ẩn tu.
Còn nếu như vẫn được thoải mái yên tĩnh như khoảng thời gian về trước, 5-6 năm về trước đó, thầy cũng sẽ tiếp tục con đường bộ hành của thầy cho đến khi mà qua đời. Như thầy đã chia sẻ, đi bộ hành đến chết, thưa cô chú anh chị. Rồi, đó là cái nội dung mà buổi sáng ngày hôm nay về một số thông tin mới nhất gia đình của Xuân Minh Tuệ cũng đã chia sẻ, cũng như cái lời chia sẻ vô cùng xúc động của Xuân Minh Tuệ về những cái chặng đường và những cái điều mà thầy đã gặp phải trong suốt khoảng thời gian vừa qua xuất hiện trên không gian mạng mà cô chú anh chị chúng ta đã được nghe và được thấy. Thì không biết rằng cái cảm xúc của quý vị như thế nào. Thì mong rằng mỗi kiến đóng góp quý vị để lại cho phần video để xin nguyện có thể tham khảo. Và bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.